Ai gọi cho mày á Trung? Bà Năm tập quá đó. Bà Năm nào ạ? Bà Năm tập quá, hôm qua đi mua cho anh một gọn gì á, sao đâu muốn cho anh á. Bà điện thoại bà đòi tiền tôi hoài, có 2.000 bà đòi hoài. Anh Tam trả bà đi. Bà cũng rảnh quá ha. Có 2.000 mà bà cũng gọi điện thoại nhắc nhở mày. Cái chữ tiền em mới nhớ nè. Ở bữa vô nhà hàng á, phải là anh vô lã vô rồi thì anh ăn luôn đi. Anh tự nhiên anh vô xong cái anh ngồi xong cái anh đi ra ngoài ăn bánh tráng trộn gì vậy? Về đau bụng luôn. Mà không được cái gì hết trơn rồi. Mai không có, xưng không về. Mà nhắc tao mới nhớ nha. Cái vụ menu á, mày vô nhà hàng mày còn cầm menu ngược. Chứ giờ người ta đưa tôi vô tôi không cầm sao được. Phải cầm chứ. Anh ngoài anh có biết cái gì đâu. Anh đứng anh trọt 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 làm dữ dội lắm bà. Lao. Mà tao nghĩ Xuân với Mai á, dần mình phải chuyện ở đâu. Nói chung là cũng vì mình nghèo thôi. Bởi vậy tiền, tiền ơi là tiền mà. Tao đề nghị mày lần sau mày chuyển cái nhạc chung với tao á. Anh không biết gì á. Không khí Tết phải để gì cho nó có không khí để sung, hiểu không? Chứ tao mở máy rồi nói chuyện nè. Alo, Mai hả Mai? Anh không thể nào đợi em thêm một phút giây nào nữa Mai ơi. Chừng nào con trả nợ cho ông Bảy vậy nó. Bảy hả? Bữa khác nữa trả tiền ông Bảy được không? Đang dầu sôi lửa bỏng mà ông điện không đúng lúc không à. Đang buồn gần chết. Đang buồn là không muốn trả tiền cho ai hết trơn á. Bữa khác ngang, Bảy ngang, yêu Bảy. Tôi là tôi ê ê. Một người không quá bắt mắt nhưng rất nhiều niềm vui. Vì tôi là tôi ê ê. Đẹp quá. Chị nhìn chị thích nên chị la. Em tắm xong rồi, chị cứ chuẩn bị tắm đi nha. Cha, sao giờ này tắm lẹ quá vậy? Rồi giờ sao mày có tính mặc đồ sexy không? Mới còn bên còn bên nữa. Sao mà không mặc đồ đó thì mặc đồ này. Dành chợ thôi mà. Có cần chiệt giống nồi luôn không anh? Có đồ rầm thì chắc ngon. Có ai nữa không? Con quỷ nào giỡn ngay nha mày. Nó xô hoài. Có một chuyện cho mày làm kìa. Làm gì? Hốt xác. À đúng rồi, 100 ký khoai lang, đúng rồi. Mày đứng im chỗ coi. Đi vòng vòng hoài tao chóng mặt quá à. Mày muốn cái gì? Mày đánh vô mặt tao đi. Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Thì bây giờ mày đánh đi. Dạ được. Hồi sáng Trung có ra chào hỏi bà con ở trong chợ mình rồi. Ai cũng khen Trung dễ thương thật thà hết trơn á. Chứ không có giống ông bảo kê cũ. Nhìn mặt bố láo hết dịch ai cũng ghét á. Nhìn mặt muốn đập bà... Cái gì mày? Mày nói ai? Quay, tôi không có làm gì bà hết nha. Tôi khỏi ở với bà suốt, tôi không có đi đâu hết. Đừng có nghe ai đồn bậy bạ rồi bà lấy súng bắn tôi nha. Tào lao quá. Cái gì vậy? Thằng Trung nó bị truy sát rồi kìa. Thằng Trung hả? Khoan đã. Chuyện lấy súng ra là chuyện lớn đó bạn. Suy nghĩ kỹ nha bạn. Hàng nóng là chuyện lớn lắm luôn á nha bạn. Rồi sao? Bạn muốn chơi hả? Ừ. Tôi với bạn chơi. Đi. Nhanh lên. Đi đâu vậy? À, tí. Tí cái gì? Tôi tuổi tị mà. À, à tí là y tá đó. Rảnh quá. Hồi nãy giờ có thấy gà đâu không? Tôi không phải làm gà. Tôi không có nói anh làm gà. Ý tôi là có thấy bệnh nhân tên gà đâu không? À, nhưng mà đối với cô, tôi sẵn sàng làm gà. Hãy ăn thịt tôi đi nào. Muốn làm gà thiến không? Ê, đừng có thiến. Tội nghiệp vợ tôi lắm. Tôi nghĩ là vợ anh cũng không có cần đâu ha. Trời, cô càng chửi càng mắng nhiếc tôi. Cô càng xinh đẹp càng quyến rũ thế nào. Cho tôi hôn một miếng đi. Anh nhìn tôi anh chưa ngán hả? Ngán cái gì? Nhìn ngon quá mà. Cho tôi ăn một miếng đi. Buông ra, buông ra. Anh khùng quá à. Biết khùng mới vô tâm thần chứ. Cô hãy niệm thần chú đi. Nếu ai là bác sĩ thì người đó sẽ tự động nhức đầu thôi. À,
em hiểu rồi, để em niệm thần chú. Nicolas, Nicolas, ai là sĩ bác, ai là sĩ bác? Sĩ bác là gì? Là bác sĩ á. À, nhức đầu quá. Làm sao có chuyện mà bác sĩ mà bị nhức đầu? Tại vì tôi chính là ngộ không. Cái gì? Chưa tôi nghe niệm thần chú, đầu tôi nhức băng 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 băng. 500 năm trước tôi đã đài với Ngũ Hành Sơn kia. Ngọn Ngũ Hành Sơn đó, hãy nhìn đi. Tin tôi chưa? Dạ, vậy bây giờ là em biết ai là bác sĩ, ai là bệnh nhân rồi. Đúng vậy, hãy bắt bệnh nhân này lại. Dạ đúng rồi. Tôi chính là ngộ không, biến hóa thành bác sĩ đây. Đúng rồi, mình phải bắt bệnh nhân lại đúng không bác sĩ? Ủa tôi bắt nó lại. Dạ, em bắt lại cho. Vậy? Bắt bệnh nhân lại. Ê, 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 ê. Mọi người ơi, bắt bệnh nhân lại. Đừng giỡn với tôi nha. Sao rồi, sao rồi, các con thấy không? Không thấy, không thấy không? Trời, tôi thấy tôi hỏi mấy cô làm cái gì? Mọi người ơi, bắt y tá bảo vệ đâu? Ủa? Vậy mà tìm hoài tôi không có thấy. Bác sĩ Nam kìa. Ở đâu vậy hả? Rồi chạy 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 ra đây đây. Tôi chính là Michael Jackson đây. Chích nó đi. Chích. Bà, trời ơi, bà chích tôi. Nè, tất cả hãy im lặng đi. Bên này, bên này. Tôi chính là Michael Jackson đây. Nếu người ấy không yêu em như em đã từng yêu, thì em hãy xem như đó là một trò chơi. Một trò chơi. Ông này là nhạc sĩ đây. Ở cái bệnh viện này, làm sao có thể thoát khỏi tay tôi? Canh chừng cẩn mật 24/24. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ha, ở cái bệnh viện này không có một bệnh nhân tâm thần nào có thể thoát khỏi bàn tay của ta được. Nghe yêu còi nha. Ê, ê, không được chạy ngực. Đứng đằng hoàng coi. Trời ơi, ôi da, vô đầu hỏi sao mấy anh ra. Suốt đâu không suốt, suốt đúng mắt thủ môn là sao? Nó coi chưa thổi mà. Ủa, phải thổi còi hả? Không thổi sao đã? Ông không biết đá gì ra đi ông nội. Nghe có những vấn đề trên sân bóng lúc này. Vô. Người thực hiện cú sút lại này là cầu thủ mang áo số 18. Nghe coi nè. Số 18 có vẻ là con số may mắn của cầu thủ này. Trời ơi, sút mặt quá trời. Đánh thức mẹ đôi giày rào. Đá banh tao không cột dài. Giỡn gì? Ra đứng dài. Đi ra. Đổi người khác cho đi. Chọc lại cho đá lại nào, chọc lại cho đá lại nào. Đá lại nữa hả? Quá ra, chọc tài gì thế, tính quá vậy. Ừ, có vẻ như là chọc tài thiên về cho Mobifone. Trời ơi. Chiếc giày để cứu đội Mobifone thêm một lần nữa. Một cơ hội rất lớn cho cầu thủ của đội Mobifone. Ê, 25, cơ hội cuối nha. Đẩy đi. Nghe hiểu còi nha. Nghe hiểu còi nha. Hả? Nghe coi, thổi mới đá nghe. Trọng tài người Lào Cai đang rất là nóng nảy. Thổi coi nào, anh ta sẽ xuống như thế nào đây? Mày chắc mày đá luôn á. Ngon đá với mặt tao nè. Qua trao, cho luôn rao. Qua trao. Đúng là thánh nhỏ rao. Tấn trường nhỏ quét rao. Không veo rao. Em có kho báo thiệt á. Mày có kho báo? Dạ. Kho báo của mày đâu? Cho cô đi. Anh dúi em á. Cô em nè. Mày giỡn mặt với tao hả? Cái kho báo này tao cũng có vậy. Ê, gà, lộn rồi. Ý, chết, em lộn. Xin lỗi, Radley. Nằm bên này à. À, ông làm cái gì vậy? Tin chưa? Nhỏ, đừng có đụng vô coi tao, đừng có đụng vô. Ủa, anh đang nghĩ về ai hả? Nghĩ về cô á. Yêu người ta lắm, tôi thương người ta lắm. Người ta đâu biết bao đêm tôi vẫn chờ. Vẫn mong có một ngày, đừng đi bên người.